Đây là video thứ hai của order chị Quyên, gồm có 8 trên tổng số 20 ghế. Đây là 8 ghế cuối cùng trên tổng số 20 ghế của anh chị. Thì cũng như video đầu tiên thì bên em đã cho kiểm tra về phần hệ thống nước và hệ thống massage lưng ghế. Tụi em đảm bảo lưng ghế của mình máy chạy êm, không có tiếng kêu. Về phần hệ thống nước thì bên em đã cho kiểm tra trong vòng 3 tiếng cho mỗi ghế, đảm bảo ghế của mình không bị leak nước. Đây là 8 trên tổng số 20 ghế còn lại của anh chị. Thank you.